nhân dịp lễ cưới của chú rể Trần Huỳnh Hữu Phước và cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Ánh, thay mặt tăng đoàn đó, thầy chia sẻ đôi điều để tất cả chúng ta cùng suy gẫm và truyền năng lượng an lành, lời cầu chúc tốt đẹp, mong cho đôi tân hôn đó được trăm năm hạnh phúc. Điều thứ nhất, hôn nhân là một nối kết văn hóa. Về bản chất thì cấu tạo sinh học và tâm lý của người nam và người nữ rất khác nhau. Do vậy, cảm xúc, thái độ và lối sống của hai bên cũng khác nhau. Khi trở về ở chung trong một ngôi nhà, dù là bên nhà chồng hay nhà vợ, hoặc là ngôi nhà mới độc lập dành cho cả hai, sự kết nối văn hóa giữa hai gia đình thúc giục chúng ta phải làm quen và thích ứng. Nếu như không thích ứng được á, thì những khác biệt về văn hóa lối sống và văn hóa ứng xử đó sẽ làm cho hạnh phúc không được trọn vẹn. Kết nối văn hóa đó nó đòi hỏi chúng ta phải mở tâm mình ra trên nền tảng của hiểu biết. Càng sống với sự hiểu biết nhiều chừng nào á, thì chúng ta sẽ vượt qua được các thói quen trách móc, hờn dỗi, giận, và do đó đó làm chủ được lời nói và việc làm của mình. Và đây cũng chính là lối sống tỉnh thức văn hóa làm cho chúng ta đó nối kết theo chiều hướng có lợi ích cho cả hai. Trong lời phát nguyện thứ nhất, thầy có dẫn dắt đôi tân hôn cùng cam kết rằng đó là sẽ giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam. Thì hiện nay Việt Nam ở trong nước có 100 triệu và ở nước ngoài thì có khoảng 5 triệu rưỡi người Việt Nam sinh sống, tương tác với rất nhiều các nền văn hóa trên toàn cầu. Tiến trình toàn cầu hóa đó đã làm cho nền văn hóa Việt Nam được lan tỏa, và nền văn hóa của những nước khác cũng du nhập vào Việt Nam. Thì lời cam kết này đó nhắc nhở chúng ta phải giữ gốc rễ văn hóa Việt Nam, vì căn bản chúng ta là người Việt Nam. Cho nên dù có hòa nhập với nền văn hóa nước ngoài thì cỡ nào đi nữa, thì đừng bao giờ cắt đứt gốc rễ tinh thần của mình. Nhất là chúng ta có 4.000 năm văn hóa, ít có một quốc gia nào có được một tuổi thọ văn hóa dài như vậy. Giờ nước Úc, Canada chỉ có 100 mấy chục năm thôi, Hoa Kỳ cũng khoảng chừng 300 năm. Cho nên hãy hãnh diện tự hào về những điều cao quý của nền văn hóa Việt Nam. Thì tương tự trong mỗi gia tộc gắn kết với một cái họ cũng đều có những truyền thống văn hóa lâu đời từ tổ tiên ông bà của mình. Thì là những người kết nối văn hóa từ thế hệ đi trước, truyền trao văn hóa cho thế hệ đi sau đó, thì chú rể và cô dâu phải thấy rất rõ cái nhịp nối của mình rất là quan trọng, cần phải phát huy những truyền thống văn hóa cao quý của họ tộc mình. Ở đây chúng ta có hai họ, đều là hai họ lớn của dân tộc Việt Nam, đó là họ Trần và họ Nguyễn. Thì cái kết nối này đó, nó làm cho hai họ trở nên là một ở trong một gia đình. Điều hai, các yếu tố nuôi dưỡng sự chung thủy.
trong điều đạo đức thứ ba dành cho người tại gia, Đức Phật kêu gọi những người yêu quý mến Ngài đó chọn lối hôn nhân một vợ một chồng. Rồi trong thời cổ đại cách đây 26 thế kỷ thì phần lớn đó, có cái bối cảnh chung là người nam á thì có thể có nhiều vợ, người nữ chính chuyên chỉ có một chồng. Đức Phật thấy rất rõ trong hôn nhân đó thì tính độc quyền về người bạn đồng hành không nên xem nó như là sự ích kỷ, mà nó là cái yếu tố rất quan trọng để quyết định hạnh phúc bền lâu. Và đây cũng chính là cái đạo lý dựng xây tổ ấm ở trong mỗi gia đình. Cả hai cùng đều là Phật tử thì hiểu rõ ý nghĩa của chung thủy một vợ một chồng. Thì để tăng cường những yếu tố thuận lợi cho sự cam kết đó, các bạn cần phải thấy rõ cái mối quan hệ giữa hiểu biết và thương yêu. Phần lớn đó, người nữ sống với cảm xúc, cho nên khi thương á thì thương đậm, khi hờn, khi giỏi, khi giận á thì cũng trở nên rất dai, vì cái cảm xúc nó chi phối. Những cái tình tự tâm lý như là vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, muốn cũng trở nên nhiều hơn và vô thường hơn đối với người sống với cảm xúc mạnh. Do đó cần phải bổ sung sự hiểu biết để cân bằng lại. Người nam thì bán cầu phải tượng trưng cho lý tính nổi trội, cho nên trở nên khô khan, mạnh về cơ bắp, ít có quan tâm đến những cái việc nhỏ nhặt tiểu tiết, do đó dễ bỏ qua những cái cảm giác hờn giỏi ở vợ của mình, thì cần phải bổ sung cái phẩm chất yêu thương. Như vậy mỗi một bên thì có sở trường và cái sở đoản, nối kết chung thủy cho hôn nhân xây dựng trên nền tảng hiểu và thương đó, thì sự bền vững mới làm cho cả hai được hạnh phúc. Trong văn hóa chữ Hán đó, chữ An đó là từ mà chúng ta nên suy gẫm, được cấu tạo bởi hai yếu tố. Ở bên trên đó là chữ Miên, tượng trưng cho ngôi nhà, vì Miên nó có nghĩa đen là mái nhà. Bên dưới đó là chữ Nữ, thì chúng ta có thể thấy qua ba vai trò: vai trò làm mẹ, vai trò làm vợ và vai trò làm thành viên nữ ở trong gia đình. Thì theo nền văn hóa của Trung Hoa mà Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên chịu ảnh hưởng bằng ngôn ngữ chữ viết đó, thì cái sự im ấm và hạnh phúc trong mỗi gia đình đó lệ thuộc vào đóng góp thông thái của người nữ ở vai trò nêu trên. Cho nên càng khôn khéo, tế nhị, linh hoạt, năng động theo hướng tỉnh thức nhiều chừng nào đó thì cả gia đình đều hứng lấy được những cái chất lượng hạnh phúc mà chúng ta cùng hướng về, cùng nỗ lực để vun bồi và đắp xây. Về phương diện cam kết trách nhiệm thì cái sự chung thủy đó nó còn gắn kết với chia sẻ và chăm sóc. Thế là mình nói mình thương một người nào đó mà không chia sẻ trách nhiệm, không thể hiện sự quan tâm và chăm sóc, thì cái cảm giác cô đơn, lạc lõng, bơ vơ đó nó làm cho dù ngủ trên một chiếc giường, ăn cùng một mâm cơm, uống chung một ly nước, chúng ta vẫn có cái cảm giác là nó không có gắn kết được. Cho nên cái quan tâm này đó nó buộc tất cả những người chọn con đường hôn nhân đó
cần phải làm quen và xem nó như là một cái cơ hội để trao hạnh phúc cho người bình thường, và đó cũng là yếu tố làm cho mình được hạnh phúc tương tự. Thì lúc mà mới bắt đầu quen nhau thì các chàng trai tìm đủ các cơ hội để làm cho người nữ mà mình thương được hạnh phúc, như là trao tặng hoa hồng, rồi trao tặng quà văn hóa, một cái ho, một cái cảm cúm nhỏ, chàng trai gọi điện thoại hỏi thăm, tìm cơ hội để dẫn đi chơi. Nhưng mà khi chính thức là vợ chồng đó, thì quý ông sống khô khan tình cảm, bởi vì cái bản chất lý tính nó làm cho họ ít có gọi là gắn kết cái cảm xúc dài lâu. Thì cần phải nhớ rất rõ cái hệ quy chiếu của người vợ đó, đó là lấy cái thước đo tình cảm của chồng trong lúc mới yêu để soi chiếu suốt một hành trình mấy chục năm sống cùng nhau. Cho nên nếu thấy mà nó không đạt được giống như ban đầu á, cái thổ ban đầu lưu luyến ấy đó, thì rất nhiều cô vợ sẽ cảm thấy hụt hẳn rằng là tình cảm mà chồng mình dành cho mình có lẽ nó bị giảm bớt. Thực tế thì không có giảm bớt, vì người đàn ông thì tật tình và khô khan, cái nghĩ là không có màu mè nữa đó, vợ chồng của nhau không màu mè nữa. Thì về phương diện này đó thì chúng ta vừa đọc bài Kinh Thiện Sinh, Đức Phật có nói về trách nhiệm của người chồng gồm có năm. Thì trong đó đó có hai điều mà quý ông nói chung và người chồng nói riêng đó cần phải lưu tâm. Thứ nhất, tùy thời tận trang sức đẹp cho vợ. Thì cái chữ tùy thời đây nó được hiểu là ngày sinh nhật của vợ, rồi cái ngày kỷ niệm lễ cưới của cả hai, rồi cái ngày mình thăng cấp, cái ngày mình đi xa về, cái ngày mà người vợ trải qua sự lâm bồn, đó là cái việc mà tạo ra một cái thành viên mới trong gia đình. Nói chung là những cái ngày mang lại những giá trị và ý nghĩa lớn cho cuộc đời của cả hai đó, thì nhớ tận trang sức đẹp. Vì người nữ sẽ rất quan tâm đến cái giá trị biểu tượng thông qua cái sự quan tâm và chia sẻ đó. Cho nên nhớ đừng có quên. Và cái trách nhiệm thứ hai Đức Phật dạy đó là cùng vợ làm tốt việc nhà. Thì đây là một cái văn hóa mà trong nền là trong lối sống hiện đại tôi gọi đó là bình đẳng. Thì Đức Phật đề cao bình đẳng giới. Thì cả hai vợ chồng thời hiện đại đều cùng đi làm, phần lớn quý ông về nhà để mở tivi lên coi đá banh hay là võ thuật, phim ảnh bạo lực, hoặc là đi nhậu nhẹt với bạn bè, tán dóc về chuyện trong nhà ngoài phố, mà phần lớn là những chuyện tào lao. Còn vợ phải chăm con, rồi bếp núc, giặt giũ, mọi thứ. Cái đó thì nó không hay. Ở trong bối cảnh nền văn hóa của Ấn Độ đó, thì nó có cái phân công lao động gia đình. Người chồng á, làm kinh tế như là trụ cột, mang tiền về cho vợ và con. Còn vợ đó thì được phân công lao động là giáo dục đạo đức, giáo dục thể chất, giáo dục và kỹ năng cho con. Nên cái tỷ lệ tội phạm trong dân số 1,5 tỷ của người Ấn Độ rất là thấp so với Việt Nam của mình. Thì hiện nay thì Ấn Độ có khoảng 256.000 tội phạm, Việt Nam chúng ta có khoảng 160.000 tội phạm ở 120 mấy trại giam và trại tạm giam trên toàn quốc. Đang khi chúng ta dân số chỉ có 100 triệu người, Ấn Độ là 1,5 tỷ. Thì cái phân công lao động như vừa nêu đó, đó có ý nghĩa rất là lớn. Dĩ nhiên là nền văn hóa Việt Nam thì không đi theo cái khuynh hướng đó, mà cả hai cùng làm. Cho nên cùng vợ làm tốt việc nhà, nghĩa là khi về thì cả hai bên cùng chia sẻ, nhất là vai u thịt bắp, vạm vỡ thể chất đó, thì người chồng có thể gánh vác nhiều việc nặng. Cái đó gọi là cái tính ga lăng. Nên là quý bà phải tập cái thói quen đó, dầu mình có thể làm ship ở công ty, dưới trướng mình có hàng trăm hàng ngàn nhân viên, nhưng mà về nhà đó vẫn phải yểu điệu thục nữ, những việc mà mình có thể làm được hết thì phải nhờ chồng làm,
để người chồng cảm thấy mình là cây đa cây đề, và đó cũng là cái cách đó là khéo léo gắn kết cái sự chăm sóc và thương yêu. Chứ còn quý bà nào mà cái tính tự lực quá cao, về nhà không cần đến chồng, thì thứ nhất mình vừa mệt, thứ hai đó người chồng cảm thấy là mình vô dụng ở trong nhà, từ đó dễ dàng gọi là rung động trước cái sự biết ơn, sự nhờ vả của những người phụ nữ khác ở bên ngoài. Cho nên chúng ta phải cân bằng để hạnh phúc nó được dài lâu. Điều ba, thông thái trong thái độ sống. Thì trong điều phát nguyện thứ ba đó, chú rể và cô dâu đã cam kết là luôn luôn thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau. Thì trong cái trách nhiệm đạo đức mà Đức Phật nói cho người vợ đó, có một điều mà quý bà nên lưu tâm, đó là kính chồng hay là nể chồng trước, sau, trong, ngoài. Hãy nhớ các cái trạng từ chỉ nơi chốn, trước mặt con và người bà con, người thân, bạn bè, ở trong nhà, tức là khi chúng ta tiếp xúc với nhau, gặp gỡ nhau và giữ được cái phẩm chất đó thì chắc chắn là người chồng sẽ cảm thấy là mình được tôn trọng và xem có giá trị, vì cái tôi của người đàn ông rất là cao. Cho nên chị em phụ nữ đẹp, có kiến thức rộng, học hỏi nhiều, vị trí xã hội cao, phải khéo ở mặt này đó thì giữ chồng nó bền lâu. Và có yếu tố đó là ở sau lưng chồng và bên ngoài thì cũng nên tiếp tục giữ được cái mối quan hệ tôn trọng đó. Bởi vì trong cái khuynh hướng tình yêu đó là người nữ sẽ thường yêu những người nam giỏi hơn mình, giàu hơn mình, vị trí cao hơn mình. Để trong cái xã hội hiện đại cũng có rất nhiều người phụ nữ thành công ở mức độ cao nhất mà người nam cũng không có so bì được. Cái số đó là một thiểu số thôi. Cho nên cần phải hạn chế tối đa cái sự va chạm cái tôi đối với người chồng. Thì bằng cách đó, đó người chồng sẽ cảm thấy là mình rất có trách nhiệm, vì mình được tôn trọng. Càng được tôn trọng chừng nào, cái trách nhiệm đề cao đó được nâng lên chừng đó. Ở đây các ông bà và anh chị em có hiểu lý do tại sao mà người Việt Nam mình có câu ăn cơm Tàu, cưới vợ Nhật ở nhà Tây không? Những ông cụ bà cụ lớn tuổi thì chắc là hiểu rõ. Nhà Tây đó, ở phạm vi địa lý hẹp đó, là nhà Pháp. Và ở phạm vi địa lý rộng đó là châu Âu, Mỹ, nói chung là những nước tiên tiến về kinh tế. Thì nhà của họ đó, thứ nhất là sang trọng, rồi bền vững, bề chất liệu, kiến trúc mỹ thuật rất là đẳng cấp, tiện ích trong gia đình không thiếu gì. Diện tích nhà đó, phần lớn đó là 300 cho đến là 500 mét vuông. Rồi có sân vườn trước và sau, hoàn cảnh rất đẹp, không gian rất là yên tĩnh. Cho nên ở nhà Tây là rất sướng. Thì bây giờ khu Phú Mỹ Hưng và cái khu quận 2 thành phố Thủ Đức bây giờ đó đạt được cái chuẩn của phố Tây, và nhiều cái thành phố mới do các cái tỷ phú ở Việt Nam đầu tư bán lại cho người dân đó cũng đạt được cái chuẩn đó. Còn ai đi du lịch Trung Quốc thì thấy rõ là cái ăn cơm Tàu đó là ít nhất là 10 món, và mỗi một món người ta làm một cái dĩa rất là to, hương vị rất là đặc sắc, ăn vô là rất khó quên ha. Dĩ nhiên là dễ béo phì vì quá nhiều dầu và mỡ. Còn vợ Nhật sao mà lại được đề cao? Thực ra về phương diện cấu tạo nhân thể đó thì chị em phụ nữ Việt Nam đẹp hơn người Nhật rất nhiều. Đây không phải mình phân biệt nha. Và chị em phụ nữ Việt Nam cũng đẹp hơn Hàn Quốc rất nhiều. Hàn Quốc là hết 95% từ tuổi 15 trở lên là giải phẫu thẩm mỹ hết, chứ không ai còn là nguyên dạng. Còn nguyên dạng là chỉ là trẻ em thôi đó. Cho nên đó, nếu mà chưa có tút đó, thì chị em phụ nữ Việt Nam đẹp hơn rất nhiều người trên thế giới này. Nhưng mà thế thì tại sao người ta lại nói là cưới vợ Nhật? Như vậy
giờ giật không có mạnh về cái ngoại hình đẹp rồi, nhưng mà mạnh về cái thái độ là hiểu biết và tôn vinh chồng. Thầy đi giảng ở Nhật cũng được 3 lần, mỗi lần cũng được hơn 2 tuần, cũng đi vào thăm một số gia đình Nhật, thì cái truyền thống này vẫn còn được giữ. Cho nên khi người chồng đi làm về đó, các bà vợ Nhật là không có cằn nhằn, không có kiểm soát giờ cổng số 8, tháo cà vạt, đặt ghế cho chồng ngồi, tháo dài, mở vớ chân ra, rồi một cái thao nước ấm khoảng chừng 30 cho đến 35 độ, dùng tay của mình rửa chân chồng, rồi dùng khăn tùy theo mùa, mùa lạnh thì dùng khăn nóng, mùa nóng thì dùng khăn mát để lau mặt chồng. Người chồng cũng cảm thấy rất là sung sướng hạnh phúc khi được vợ của mình chăm sóc rất là kỹ. Và chính điều đó nó làm cho cái tính trách nhiệm của người đàn ông cũng được nâng cao, rất là cao, bởi vì vợ tôn trọng mình giống như thượng đế. Giống như thượng đế. Thì về phương diện triết tự á, rất tiếc là không có bản để thầy viết cho quý vị nhìn, không? Thì chữ nhân á, là người trong chữ Hán á, nó có hai cái nét như vậy, giống như hình thể người đang dang chân ra đó, thì gọi là người. Rồi chữ lớn á, chữ đại á, là lớn á, thì là có người đó thêm cái gạch ngang, thì giống như có hai tay chúng ta dang ra, người lớn thì mới dang tay thoải mái, gọi là chữ đại. Thì trên chữ đại nếu chúng ta gạch một cái gạch đó thì cái đó được gọi là trời. Như vậy trời đó thì phải đứng trên người lớn đó. Và chỉ cần thêm một cái gạch nhỏ đứng lên chút xíu nữa ở chính giữa cái chữ trời đó thì trở thành là chữ phu, mà chữ phu có nghĩa là ông chồng. Thì trong nền văn hóa chữ Hán á, thì ông chồng mới là ông trời, thậm chí là quan trọng còn hơn ông trời đó. Thì cái nhắc nhở thì dĩ nhiên là cái đó nó cũng tạo ra thói gia trưởng của người đàn ông Trung Hoa. Và có lẽ đây là một trong những cái nguyên do mà cha mẹ Việt Nam mà ngày xưa thường khuyên là con gái của mình không nên lấy chồng người Trung Quốc. Bởi vì người Trung Quốc là ông chồng là được xem là hơn cả thượng đế trong nhà. Và do đó nếu không có con trai nối dõi tông đường đó, thì người chồng được mẹ chồng, cha chồng khích lệ có phòng gì để làm sao có được đứa con trai nối dõi thôi. Chơi cái rủi ro về chia sẻ cảm xúc rồi mọi thứ với người chồng, với một người phụ nữ khác đối với chồng của mình đó là rất là cao. Thì nhắc một cái chữ như vậy để chúng ta thấy rất là rõ, nếu vợ là xem chồng như là thượng đế ông nhà, giống như cái cách mà người Nhật Bản đã làm ngay cả trong thời hiện đại này, thì chắc chắn rằng là ông chồng đó bao nhiêu tiền bạc lương bổng đi đem về ông giao cho vợ hết. Và ông không cần phải đi đâu, không cần đi nhậu, cũng không cần đi tâm sự giải bài gì với bạn bè bên ngoài. Đi làm xong là thẳng một mạch đi về nhà thôi. Đi về nhà đó, vợ đang chờ đợi, vợ sẽ chăm sóc, mình sẽ được thư giãn và mọi thứ đó cảm thấy đúng là một cái tổ ấm. Cho nên đó là cái nơi mà mình để quay trở về. Còn trong cái ngôn ngữ tiếng Việt đó, thì nó có cái cách mô tả thân mật hơn. Ví dụ như khi ai đó vào hỏi ông chồng, thì bà vợ sẽ nói thế này là: nhà tôi đi vắng rồi, khoảng 2 ngày nữa, 3 ngày nữa mới về. Chúng ta thấy là cái từ đó rất là hay, nhà tôi, chứ đâu có nói là ngoài đường tôi đi vắng đâu. Nhà tôi tức là lấy cái nhà, một cái hình thể cụ thể cố định ở một cái vị trí có số nhà, để tượng trưng làm ẩn dụ cho cái người chồng hay người vợ. Và nhắc nhở chúng ta đó là cái xây dựng tổ ấm nó phải được là đặt trên nền tảng ở trong cái căn nhà chứ không phải ngoài đường. Cho nên quý ông khi mà có vợ thì phải nhớ rằng là lúc mình độc thân thì mình có thể đi chơi đến 1-2 giờ khuya, muốn thích gì làm đó. Nhưng mà khi có vợ rồi đó thì phải nhớ là người vợ thì lấy chồng con làm hệ quy chiếu của hạnh phúc gia đình. Do đó phải giảm bớt đi những cái mối quan hệ với bạn bè mà nó không cần thiết, để chúng ta cùng chăm lo vun đắp hạnh phúc của cả hai. Thì cái thái độ tôn trọng nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Là từ cái tôn trọng đó thì hai bên cần phải thấy được cái sự hài hòa. Thì Đức Phật thường lấy ẩn dụ nước và sữa, trâu hay sữa bò và sữa dê,
Thì đây là ba loại sữa mà người Ấn Độ thường sử dụng. Thực ra thì sữa trâu được sử dụng nhiều nhất. Thì khi mà hai loại chất lỏng này nó hòa trộn lại với nhau đó, chúng ta không còn tách được cái ranh giới đâu là sữa và đâu là nước. Thì đó là một ẩn dụ để cho thấy cả hai nên một với nhau. Thì nhớ cái ẩn dụ đó để khi hai bên có bất hòa đó thì nhớ không gây sự. Chuyện nào nó qua rồi khép nó lại. Chị em phụ nữ thì nhớ dài cho nên trở thành là nhớ dở. Mỗi lần mà có giận hờn với nhau là lấy cái dây mơ rễ má cái chuyện cũ trong quá khứ đem ra. Nó tới, nó lui làm cho người đàn ông ta nhức đầu lắm. Đàn ông người ta không thích nghe nói nhiều. Nhất là cằn nhằn, than phiền, rồi gây gổ, hờn giận, trách móc, lý luận đúng và sai. Thì chúng ta mới nhớ rằng là trong hôn nhân đó, một trong hai người đúng thì cả hai cùng sai. Đúng đây là cái giá trị tương đối của một cái hệ quy chiếu dựa trên luật pháp và các mặc định xã hội. Nhưng mà sai chỗ là khi mà hoạch tẹt ra đúng và sai thì cả hai không được hạnh phúc. Cho nên đó lúc là chúng ta cũng phải cho nó trôi qua, phớt lờ nó đi, cho cái việc nó phức tạp trở thành đơn giản. Việc đơn giản nó trở thành như là không có gì. Là bằng cách đó đó thì chúng ta không có để bụng để dạ vào những việc nó không đáng và do đó mới xây dựng được hôn nhân bền vững. Bởi vì thái độ sống rất là quan trọng. Rồi nhớ là đừng mỗi lần giận nhau là ly thân. Vợ thì ở cái giường này, chồng thì ở cái giường khác, hoặc là vợ ở trong phòng ngủ, chồng ở ghế bên ở ngoài phòng khách. Đừng bao giờ có tình trạng đó. Và tuyệt đối khi giận nhau không có về nhà vợ, nhà chồng. Thì chị em phụ nữ có thói quen mỗi lần giận chồng là đi về nhà cha mẹ ruột của mình, để với cái kỳ vọng là nếu anh ấy có thương tôi, anh ấy sẽ đến xin lỗi tôi, rước tôi về. Cái cách đó nó làm cho thái độ trở nên rất là căng thẳng. Nên là theo Đức Phật đó, vấn nạn xuất hiện ở chỗ nào chúng ta phải nhận diện, khắc phục và đứng lên từ cái chỗ đó, chứ không có mượn ở chỗ khác. Và đừng làm cho vấn đề nó trở nên quan trọng quá, phức tạp quá. Hãy đơn giản quá mọi thứ thì cái việc gọi là chữa lành cái vết thương lòng của một trong hai người hoặc của cả hai đó dễ dàng thực hiện hơn, và điều đó sẽ được hạnh phúc hơn. Điều cuối cùng á, cùng trải nghiệm chân lý để sống hạnh phúc hơn. Cả hai chú rể và cô dâu đều là Phật tử. Thì trong phần quà bà thầy gửi tặng đó, nó có cái quyển Kinh Phật cho người tại gia, quyển Chìa khóa hạnh phúc gia đình, tập hợp 50 câu trả lời của thầy cho tạp chí Mẹ Già Bé trong mấy năm, và cái quyển Đôi Dép Triết Lý Hôn Nhân của Phật Giáo. Thì thầy khuyên đôi vợ chồng trẻ trong cái quyển Kinh Phật cho người tại gia đó thì có 5 phần, gồm có 63 bài kinh. Thì phần 1, phần 2 và phần 4 rất là quan trọng. Phần 1 là các kinh dạy về đạo đức. Vì đạo đức là cái nền tảng để làm cho cuộc sống của chúng ta được tôn trọng và có giá trị. Phần 2 đó là các kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng giao tế, kỹ năng quản trị và thậm chí là làm chính trị. Thì đây là phương diện đề sống gia đình và xã hội của người tại gia. Rất tiếc đó là trong quá trình truyền bá đạo Phật, các nghi thức tụng niệm ở các chùa là không đưa những bài kinh này vào, mà chỉ đưa những bài kinh dành cho người xuất gia thôi. Cho nên phương diện gia đình và xã hội được Đức Phật quan tâm hàng đầu là bị bỏ quên. Thì hai vợ chồng nên dành thời gian mỗi ngày chừng 20 phút đó, cùng nhau đọc. Một người đọc, người còn lại ngồi nghe. Rồi sau một đoạn, người kia đọc, người còn lại nghe. Thì các bạn sẽ thấy rất rõ là có rất nhiều lời dạy của Đức Phật, nó sẽ trở thành những chiếc chìa khóa rất là hữu ích cho các vấn nạn mà xã hội hiện đại chúng ta đang đối diện, dĩ nhiên là cần giải pháp để vượt qua. Và phần thứ tư của bài kinh đó, đó là dạy về phương pháp thiền, làm chủ cảm xúc, vượt qua nỗi đau, giữ tâm an nhiên trước các cảnh đề quá nhiều, rủi ro, thử thách,
áp lực, loại trừ, xung đột và nhiều cái phương diện mà hầu như đó chúng ta không trông đợi, nó vẫn đến như là một cái quy luật tất yếu, nó đến như là một cái hệ quả nhân quả, nó đến như là những cái bao vây chúng ta. Và cái xử lý cảm xúc, xử lý tình huống là yếu tố rất quan trọng để xây dựng hạnh phúc cho cả hai. Còn cái phần thứ ba là các kinh về triết học, nó hơi cao mà nó làm cho mình hiểu sâu. Rồi phần thứ năm là các kinh về tịnh độ, thì dành cho cộng đồng Phật giáo Đại Thừa. Mà phần lớn các bài kinh này nó thuộc về tín ngưỡng, nó không đi vào chiều sâu thực tập của đạo Phật. Cho nên dành thời gian đọc để nghiền ngẫm chân lý Phật dạy, thì các ông bà và anh chị em sẽ thấy rất rõ tuệ giác của Đức Phật đi trước chúng ta. Và những lời dạy tuệ giác đó có giá trị chữa lành, có giá trị xây dựng, cái giá trị dung bồi hạnh phúc cho mình, để giúp cho mình nâng cao được chất lượng sống. Thực ra cái chất lượng sống nó không có phải bị lệ thuộc vào các cái hệ chỉ số vật chất như là cái bộ tiêu chí của Liên Hiệp Quốc và bộ tiêu chí của châu Âu, bộ tiêu chí của Mỹ. Thì chúng ta ngoài những cái bộ tiêu chí đó ra thì Bhutan là một nước Phật giáo, có một cái bộ tiêu chí riêng, đó là quốc gia mà không đầu tư vào cái công nghệ hiện đại, và họ cũng không khích lệ du lịch, bao gồm là du lịch xanh. Mặc dù du lịch đó là một cái ngành là công nghiệp không khói, tạo ra nhiều doanh thu, thì cái chính phủ Bhutan đó họ đánh thuế du lịch rất là cao. Mỗi một ngày như vậy các du khách phải đóng thuế cho nhà nước là khoảng $100, $100. Rồi có tiền phòng dù chỉ là 2 sao hay là 3 sao thôi cũng phải là $100. Rồi ngoài ra còn thêm những cái thế lập Phật nữa thì mấy chục đô nữa. Như vậy cứ một con ngày mà có mặt ở tại Bhutan là tốn tiêu trung bình là 250 đến $300. Là vì họ không có khích lệ là cái lượng du khách đến quá đông, vì đến quá đông nó sẽ tạo ra ô nhiễm thông qua cái nhu cầu ăn uống tiêu thụ của con người. Cho nên họ muốn giữ cái cân bằng gọi là giữa môi trường sống xung quanh con người với cái chất lượng hạnh phúc của con người. Cho nên là Nepal dựa theo cái bộ tiêu chí Phật giáo này đó, thì chất lượng hạnh phúc được đánh giá bằng là hòa thuận, đoàn kết, thương yêu, chăm sóc, đồng hành, rồi tỉnh thức, rồi những cái giá trị con người, chứ còn nó không đặt trên nền tảng vật chất. Vì đối với kinh tế thì cái thu nhập ở Bhutan rất là thấp. Thì đây là cái bộ chỉ số hạnh phúc mà các bạn cũng có nên tham khảo, để thấy rất rõ rằng là đừng nên quá lệ thuộc vào vật chất. Dĩ nhiên làm con người thì chúng ta phải có phấn đấu theo đời Phật dạy, rồi kiên trì không bỏ cuộc để chừng, tinh tấn mạnh mẽ, có phương pháp đúng để chúng ta biến các môi trường thực từ nghèo trở thành khá, từ khá trở thành giàu, từ giàu trở thành triệu phú, từ triệu phú trở thành tỷ phú. Đó là một cái lộ trình tiến bộ mà mình phải phấn đấu, nhưng đừng lệ thuộc vào những giá trị vật chất. Vật chất nó là những hỗ trợ để giúp cho chúng ta không bị khổ đau, nhưng nó không phải là cái chất lượng hạnh phúc, nó là yếu tố hỗ trợ cho hạnh phúc thôi, chứ không phải là bản thân của hạnh phúc. Và bản thân hạnh phúc đó thuộc về sự làm chủ cảm xúc và thái độ sống. Cho nên đọc cái phần thứ tư của kinh Phật Người Tại Gia, nó sẽ giúp cho các bạn thấy rõ được rất nhiều những cái kỹ năng để vượt qua và những thử thách trong đời, để chúng ta vẫn ngời sáng bằng những cái chất liệu tỉnh thức, thương yêu, hạnh phúc dành cho nhau. Thì đó là những điều mà thầy muốn chia sẻ để chú rể và cô dâu cùng suy nghĩ và nỗ lực áp dụng. Thì các ông bà và anh chị em mới đi chùa lần đầu hay là đi được vài lần chứng kiến lễ cưới này thì cũng có thể rất là mới, phải không ạ? Chùa Giác Ngộ thì mỗi năm tổ chức lễ cưới trung bình là 25 cho đến là 40 lễ. Vì thầy đã chọn ra những bài kinh mà Đức Phật dạy cho người tại gia, vốn phần lớn chỉ được giữ trong viện bảo tàng, ngày xưa gọi là tàng kinh gác, đó là cái bảo tháp chứa kinh, nhưng mà ta lại không chịu đọc kinh, đọc kinh chỉ dành cho các thầy tu thôi.
Thì giờ Phật tử tại gia phải có trách nhiệm đọc kinh để mở trí tuệ. Và trí tuệ theo Đức Phật đó là chìa khóa vạn năng. Một mặt nó giúp cho chúng ta vượt qua được mê tín dị đoan để không bị sợ hãi, không bị dẫn dắt tiêu cực. Mặt khác đó, nó chính là giải pháp cho các vấn đề thử thách mà chúng ta buộc phải trải qua hay là sẽ trải qua trong cuộc đời. Một lần nữa thầy chúc cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Ánh và chú rể Trần Quỳnh Hữu Phước được hạnh phúc trăm năm. Chúc các ông bà anh chị em được năm phúc lành, phước hỷ tướng, ai gặp cũng hoan hỷ, phước tài sản để chúng ta có thể sống hạnh phúc trong đời, phước sức khỏe và tuổi thọ để lần lượt biến các mơ trở thành hiện thực, phước thuận duyên, nỗ lực gì đó cũng đạt được sự thành công, và phước có trí tuệ. Đây là loại phước quan trọng nhất về đạo Phật đó. Có nghĩa đen là con được tỉnh thức, con được minh triết, con được sáng suốt, và trí tuệ là đỉnh cao của nội dung này. Thì đó là năm phước lành chúc tất cả đều đạt được để nâng cao chất lượng sống của bản thân.